Hello, xin chào cả nhà nha. Mình là Phương Loan đây. Thì hôm nay là bên cửa hàng Loan là xe mới về luôn, một số em rider màu tem mới về cửa hàng ha. Thì mặc dù trời rất là nắng nhưng mà là cũng sẽ tranh thủ để quay cho cả nhà mình để cả nhà mình xem màu và lựa nha. À, những mẫu tem này là tem mới 2022 nha cả nhà. Ok. Ở dưới đây là có một dàn em rider này cả nhà. Jean nha. Là mới về luôn, mới về sáng nay. Thì cà vẹt của em này ra màu xanh bạc đen nha. Đây nhìn có màu một số màu nhũ của màu mảng giả quang rất là nhìn nó rất là nổi bật trên xe nha, cũng như là cái bánh mâm này cả nhà nhìn thấy nè, nhìn khá rất trẻ trung nha. Ok, bên đây còn có thêm em đỏ đen cả nhà, cũng màu jean nha, tem mới luôn, tem mới 2022 luôn ha. Ok, bên đây là hiện tại đang nhập về khá là nhiều, nên là tranh thủ báo giá cho cả nhà mình luôn nha, để cả nhà mình đang có nhu cầu thì mình tranh thủ mình lựa xe luôn nhé. Thì mấy em xe này bên Loan đang bán với giá là 46.500.000 nha, chưa bao gồm phí lăn bánh. Thì cả nhà đây là màu jean, bên Loan có hỗ trợ nè, tích xi nhan vào gọn luôn nhé, tích xi nhan gọn vào trong xe luôn, như là em xe chưa tư nhân đó cả nhà, tích gọn vào trước sau luôn ha, có hỗ trợ tích xi nhan sau xi nhan trước luôn nha, để những bạn nào có nhu cầu tích gọn đi cho đẹp á thì mình cũng tranh thủ ha, bên Loan có hỗ trợ. Và bên trong cửa hàng thì Loan cũng sẽ có một số cái màu sơn cũng khá là đẹp và nổi bật, thì Loan sẽ dẫn cả nhà mình vào trong để mình tham khảo luôn nha, theo chân Loan nha. Ok cả nhà ơi, đây nè, một em xe chia tư nhân ha, màu trắng đỏ đen. Cái em này Loan chụp hình lên Facebook á, các bạn hỏi Loan rất là nhiều, nên hôm nay Loan cũng tranh thủ quay cho cả nhà mình xem luôn nhé. Màu sơn này em sơn 3D nhé, xe chia tư nhân. Thì em này Loan đang bán với giá là 53 triệu nha cả nhà, chưa bao gồm phí lăn bánh ha. Đây, dòng chữ xe chia màu đỏ ha, trên nền màu trắng, cũng như là chữ Racing phân khối 150 nha. Thì em xe này Loan có lên xương một chút phụ kiện nè, Loan có lên két nước cho em xe nè, và có lên ba ga titan nè, và có lên chống trộm. Chống trộm thì Loan đang hỗ trợ giá 50% cho cả nhà mình nha. Thì mình gắn phụ kiện thì khi nào có biển số mới thanh toán nha, bây giờ thì mình sẽ cho mình nợ lại nhé. Đây Loan có một em xe chia màu hồng nữa nè cả nhà, các bạn hỏi Loan cũng khá là nhiều về em này ha. Đây xe chia tư nhân nhé, Loan cũng đang bán với giá là 53 triệu nha cả nhà. Em này Loan lên phụ kiện nhiều hơn chút xíu. Đây cả nhà mình xem nhé, đó có là chống đổ nè, chống đổ để giữ gìn cho xe của mình á, nhiều khi mình có va chạm hay là có bị nhiều khi có bị yếu chân mà đổ xuống thì nó cũng không có bị trời xước cái dàn áo của mình nhé. Dàn áo thì phần chính là các bạn nhìn thấy, cả nhà nhìn thấy rồi ha, có chữ một chút màu vàng nè, nổi trên cái nền hồng và nền đen ha, làm nổi chữ xe chia, em xe chia của mình lên nhé, như là một số dàn chữ này cả nhà mình xem này. Màu sơn chính của em này cũng là màu hồng thôi, cặp em này ra màu hồng đen nhé. Bên cạnh đó thì Loan cũng có lên định vị cho em này nè, định vị hỗ trợ giá 50% nha cả nhà, và có lên chống đổ trước, chống đổ sau, và có viền đồng hồ. Đây cả nhà mình xem này, thử thì bên Loan cũng có lên viền đồng hồ ha, và cũng sẽ có hỗ trợ một số viền ổ khóa hay là ốc ghi đông, có hết luôn nha. Thì cả nhà mình chỉ cần mình có nhu cầu thì mình lên mua xe thì Loan sẽ hỗ trợ mình lên nhé. Ok, và đây Loan có thêm một em rider xanh bạc đen nữa này cả nhà. Đây cả nhà mình thêm ha, em này Loan bán cũng khá là chạy luôn á. Màu sơn này màu sơn 3D nhé, Loan sơn lại nhé. Cả nhìn xem họ chiếc tụi em này phần chính cũng là màu sơn xanh và màu bạc ha, xanh bạc đen. Thì em này Loan đang bán với giá là 48 triệu nha, chưa bao gồm phí lăn bánh nha cả nhà. Và đặc biệt là ở cửa hàng Loan có thu cũ đổi mới nè. Những bạn nào mà mình đang xài xe cũ hoặc mình có nhu cầu đổi xe mới á, thì cửa hàng Loan cũng đang thu lại ha. Và cái giá thu xe cũ nó cực kỳ tốt nha cả nhà. Và đối với những dòng xe này thì mình, đối với dòng xe Raider á, thì mình chỉ cần trả trước cho Loan, nếu mà mình đăng ký biển số ở huyện á, mình trả cho Loan tầm khoảng 5 triệu ha. Là mình lên hồ sơ tầm 15 phút là mình có thể mang xe về rồi. Và đối với dòng xe chia thì mình trả trước giúp Loan tầm khoảng 8 triệu ha, là mình có thể lên hồ sơ mang xe về rồi. Và đặc biệt là lưu số điện thoại của Loan lại nha, 0932007033, khi lên mua xe thì Loan sẽ hỗ trợ cho mình 1 triệu tiền xăng xe đi lại nha. Thì hiện tại cửa hàng của Loan ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Cả nhà mình đang ở một khu vực khác hoặc là ở chưa biết địa chỉ rõ ràng hay là vị trí thì mình kết bạn với Zalo với Loan nha. Loan sẽ gửi vị trí định vị cho cả nhà mình để mình tới mua xe nha. Thì cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha.